Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi Ace Bridge ra mắt rồi. Mình cũng đã hỏi anh em về số kim cương mà mình hiện có nên làm gì cho nó hợp lý. Thì đến 90% anh em bảo mình là nên mua cái xu may mắn này, thì tất nhiên rồi, mình sẽ nghe theo lời anh em mua luôn 300 xu may mắn này anh em nhá. Ngày thứ 3 đăng nhập thì mình cũng được 200 kim cương và thêm một cái vị tướng Chopper nữa. 200 kim cương thì mình giữ lại, còn lại vị tướng Chopper này mình cho anh em đấy. Được cái là ngày hôm nay điểm danh thì mình lại có thêm 150 kim cương nữa, cũng rất là ngon. Nâng con số kim cương của mình lên được 333 kim cương. Bây giờ mình ấn nhận một cái, thế là mình lại có 683 kim cương rồi. Cố gắng tích lũy thêm 5k nữa anh em nhá. Khi mà quay vòng quay may mắn thì mình nhận luôn cái dương này để xem offline 5 tiếng rồi. Ây à, cũng lên được cấp 58 rồi, căng thẳng phết anh em ạ. Sau đấy thì mình vào mình quay vòng quay may mắn thôi. Nhưng mà bởi vì bây giờ mình chưa lên được level 80 nên là không có thể nào mà quay được x100 lượt phát. Quay x10 nó hơi thốn, lâu phết anh em đó. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì quay x10 này vẫn còn đỡ như hơn những anh em mà chưa lên được VIP 3. VIP 3 thì mới quay được x10, còn anh em mà chưa lên được VIP 3, 3 ngày đầu tiên thì chắc chắn là chỉ quay được có x1 thôi. Sau khoảng 3 phút ngồi ấn rất là vô tri thì mình cũng đã xử hết xong 300 cái xu may mắn rồi anh em nhá. Chỉ còn 25 xu nữa thôi thì mình ấn 2 cái nữa là nó hết à? À đâu, 3 cái chứ nhở? Tính toán mình hơi chậm tí anh em nha. Xử xong 300 xu may mắn đấy thì mình nhận lại được rất là nhiều phần thưởng: 25 thùng bia này, 45 khẩu pháo tấn công này, 30 khúc thịt này. Ây, có 5 trái ác quỷ nữa này anh em ơi. Thế là mình đã nâng lên được 55 trái ác quỷ trên tổng số là 60 anh em nhá. Và mình nhận ra rằng chỉ thiếu đúng 5 trái ác quỷ nữa thôi thì mình có thể sở hữu được một cuốn trục L1. Thế thì mình phải cố gắng làm nhiệm vụ anh em ạ. Mình định vào xả 32 cái thùng bia để chiêu mộ hệ chính xác kiếm Ace Burst, nhưng mà chợt nhớ ra là ở trong cái phần shop cỏ 4 lá này mình có thể mua thêm thùng bia mà. Đấy, thế là mình xả hết vào đây anh em nhá. 4000. Trời, 40 thùng bia luôn. Lúc là nghe lời anh em mua xui may mắn xả trong này xong có rất là nhiều cỏ bùn lá, phê thực sự luôn. Và bây giờ mình xả 72 thùng bia nó mới sướng anh em ạ. Nào, xem được có em Acer Brothers nào hay không đây anh em ơi. Ui giời ơi, shop à. Ui giời ơi, xê ra anh em ơi. Còn 42 thùng bia nữa anh em ạ. Ui giời, lại tiếp tục là shop này. Tiếp tục là 10 thùng nữa để xem được em gì không anh em nhá. Lại là xê ra. 10 thùng nữa đi. Mình thì không cần nhà khảo cổ cho lắm anh em nhá. Ui giời ơi, Khalifa. Và thêm 10 thùng nữa. Anh em, liệu rằng Epo thì làm cái gì cho đời đây. Ui, trời ơi, lại là Luffy BM chứ không phải là Acer Brothers anh em ạ. Nhưng mà dù sao thì mình cũng được 10 sô cô la. Và cứ sô cô la thì mình sẽ mua lấy cái slot để mở rộng túi đồ anh em nhá. Để mỗi một lần mình đi chiêu mộ nó không bị ức chế nữa anh em ơi. Sau khi chiêu mộ xong thùng bia chắc chắn là mình cũng sẽ có thêm một cái nhiệm vụ nữa là nhận thêm được Acer Brothers. Bởi vì là mình đã kết thúc cái vòng 2 rồi. Bây giờ chuẩn bị sang vòng 3 để kiếm thêm em Acer Brothers nữa anh em nhá. Acer Brothers của mình đang nằm đây đúng không? Mình sẽ hợp thành luôn anh em ạ. Và giờ thì mình sẽ vào nâng sao thôi. Ây sởi. Ui ôi. Nhưng mà tướng 5 sao hệ chính xác của mình chỉ có đúng 2 em thôi. Thực ra là 3 em nhưng mà em Hiruri này thì không nên nâng cấp bởi vì nó rất là lãng phí. Trời, cả Mecha Frankie nữa. Tức là mình chỉ có 1 em 5 sao ở bên hệ chính xác. Ủa chết rồi, bởi vì là đấy mấy lần trước mình toàn chiêu mộ về hệ nhanh nhẹn thôi. Bây giờ mình sẽ tích cực chiêu mộ hệ chính xác hơn anh em nhá. Thế thì trước khi nâng sao cho Acer Brothers, mình sẽ nhận thêm một số những cái thành tựu này. Có thêm trang bị và kim cương rất là ngon này anh em ơi. Nãy khi mà mình chiêu mộ xong thì kiểu gì chẳng có khúc thịt để tặng cho mấy cái ông cụ này. Đấy, 70 khúc thịt, kiểu gì ông chẳng cho mình 30 cốc bia vàng. Thêm 10 thùng bia nữa thì ngon nhưng mà không. Vậy là nước mắt anh em ạ. Mình cũng vào ghép mảnh luôn để xem lần này hợp thành thì sẽ ra nước mắt hay là cười đây. Úi giời. Úi giời ơi, ba Tulumel Quano cũng là ngon đấy chứ anh em. Ồ, mình chợt nhận ra đây có 200 mảnh tướng ở bên hệ chính xác, thế thì nâng cấp hợp thành luôn chứ còn cái gì nữa anh em ơi. Đấy, thế là mình đã có phôi để nâng cấp cho Ace lên 6 sao rồi anh em nhá. 1 2 3 4 lên. Ok, thức tỉnh này, nhưng mà để nâng cấp lên 7 sao lại thiếu phôi. Nhưng không sao, mình sẽ nâng cấp level trước vậy, lên 140 luôn. Ui giời, lại thiếu nguyên liệu anh em ạ. Trang bị, ấn trang bị nhanh bởi vì mình vừa nhận được hai cái món trang bị mới mà. Sau đấy là mình tiếp tục đi hợp thành hết tất cả những cái vị tướng 5 sao bên hệ chính xác anh em nhá, để có thể là lấy phôi nâng cấp cho Acer Brothers của mình lên cho nó mạnh mẽ, lên tầm 8 sao là ngon lành cái nào này. Ôi, nhưng mà mình phát hiện ra là mình còn thiếu phôi 6 sao nữa cơ. Ôi, thế thì mình sẽ đi hợp thành hết tất cả một lượt luôn anh em ạ. Từ 4 sao cho đến 5 sao, mình cũng sẽ hợp thành một lượt luôn anh em nhá. Kể cả tướng 5 sao thì mình cũng sẽ hợp thành luôn. Tí nữa thì mình sẽ nói cho anh em biết là tướng 5 sao mình hợp thành để làm gì nha. Sau khi hợp thành xong thì vào mình ghép tướng, nhưng mà được mỗi một bên phe, mình vẫn là mình có thể ghép được lên một em thôi. Còn lại những cái hệ khác thì chả có một em nào có thể ghép được cả. Nên là mình chuyển sang huyết tế cho nó nhanh anh em nhá. Huyết tế nhiều thì mình cũng sẽ nhận được thành tựu mà. Đấy, có thêm kim cương 500 này, 600 nữa này. Ui, ngon lành cái đào luôn anh em ơi. Thư có cái gì mình check luôn nhé. Ui, 5 triệu Bentley cũng được cái chứ nhỉ. Lúc này mình ghép cả mảnh tướng 5 sao bởi vì lý do ở đây anh em nhá. Đổi lý trí 10 sao mình sẽ vào đổi thêm một em thôi. Giờ tiếp tục chiêu mộ thôi anh em ạ. 32 cốc bia vàng là mình xả cho bằng hết thôi. Ở đây mình ghép thêm được một vị tướng nữa nhận luôn, nhưng mà lại không phải là hệ chính xác, cày thế nhỉ. Ta sắp hết tài nguyên thì mình chợt nhớ ra là có 135 khẩu pháo tấn công, tức là vào bắn Akainu luôn anh em ạ. 300 kim cương, tục 300 kim cương nữa này. Trời, 95 khẩu pháo tấn công bắn cũng được cái chứ anh em. 300 kim cương nữa lại lên 3.500 kim cương rồi anh em ơi. Bây giờ là 3.800 này, tiếp tục là 4.100 đây anh em, và 4.400 luôn anh em nhá. Trời, chỉ thiếu 600 kim cương thôi là mình lại có thể kiếm thêm được 40 thùng bia nữa rồi. Bắn một xong thì mình sẽ lên shop nha, mua thêm hai cái dương nữa bởi vì tối đa mình chỉ mua được hai cái dương nữa mà thôi anh em ạ. Trong cái phần kim tự tháp quan phi thì mình cũng đã thu thập được 56 cái đảo kho báu rồi, thì chắc chắn là mình có thể sở hữu được vị tướng hiếm, nhưng mà mình sẽ reset bao giờ ra tứ hoàng tranh thì mình sẽ lấy anh em nhá. Ủa, dầu trắng à, tranh đi, tứ hoàng tranh đi.
U tạ. Trời ơi, không sao, mình sẽ mở dương mình giải đen anh em ạ. Hai cái dương này, ui dồi, toàn Bentley. Tiếp theo là hai cái dương này đi. Hy vọng rằng là có kim cương, thùng bia, cốc bia gì đấy thật là nhiều vàng. Ui, 50 cốc bia vàng luôn anh em ạ. Thế thì mình sẽ lại phải xả thôi. Ui trời ơi, lại đầy túi kìa. Lại phân nữa anh em nhá. Trời, vẫn còn 22 cốc bia vàng nữa. Vẫn phải thêm một lượt huyết tế nữa thì mới có thể là ok là được anh em ạ. Đây rồi, thêm một phát nữa là ok nha anh em ơi. À mình ghép luôn này. Ui à, kết thúc ngày thứ ba thì đây là tất cả những gì mình có thể làm được. 5.332 kim cương. Lúc này thì mình mở cái thư ra và nhận được ngay một cái tin nhắn: đánh bot hộ tao cái. Thế là mình sợ quá, mình phải va bot, mình đánh luôn 7%. Hy vọng rằng mình có thể kết liễu được con bot này anh em nhá. Một đấm đến từ AC những Mecha Frankie thì vẫn còn sống sót. Và có một cái mẹo để săn bot dành cho những anh em mới chơi khi mà chúng ta chưa thể nào mà bỏ qua được cái phần này. Nếu như mà anh em chờ đến hết được thì nó rất là lâu, thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng cái mẹo là tắt phục app đi, sau đấy thì mở game lại là lúc đấy là chúng ta đánh bot xong anh em nhá. Nhưng mà ở đây thì máu con bot này nó còn rất là ít nên là mình sẽ đợi cho nó đánh hết thì thôi. Nhưng mà phải công nhận là con bot này nó lì thực sự luôn này anh em này. Bây giờ vẫn còn 1% nữa và mình sẽ kết liễu nó luôn anh em nhá. Mình là người kết liễu thì mình sẽ được thêm điểm hay sao ấy nhỉ. Một đấm đến từ Ace và con bot này chuẩn bị hẹo rồi anh em ơi. Tiếp tục là một chùy đến từ Kaido và con bot này nằm xuống chưa? Câu trả lời vẫn là chưa, nó vẫn còn rất dính máu anh em nhá. Và Bartolomeo thì nộ lên một phát nữa đi. Ồ, trắng lọ rồi. Tiếp tục đó chính là Karasu. Một đấm vào đầu. Ôi giời ơi, nó vẫn còn sống kìa anh em ơi. Yori thì có nộ lên, tuy nhiên là không ăn thua cho lắm bởi vì em nó là tướng hỗ trợ mà. Cố lên, đấm thêm một phát đi nào. Ace of Us, đấm vào đầu nó đi. Ôi giời ơi, nó vẫn sống kìa anh em ơi, ảo thật đấy. Ok, cuối cùng thì nó cũng lăn đùng ra chết trước sự sát thương đến từ Ace of Us rồi anh em nhá. À thế là mình đã hoàn thành xong cái việc đánh boss rồi, sợ quá. Lần này thư được cái gì đây? Ồ may quá, là được điểm chứ không phải là bị chửi nữa anh em ơi. Hôm nay đăng nhập ngày thứ tư, mình cũng sẽ nhận được thêm 250 kim cương, một bộ trang bị khá là cùi. Tuy nhiên là mình sẽ quay trở lại cái ưu đãi ngày 2 để mua 40 thùng bia và chiêu mộ tiếp hệ chính xác, xem được bao nhiêu em tướng Ace of Us này. Ồ, điểm danh ngày 4 mình phải nhận cái đã. Ở trong thư bây giờ mới nhận được anh em ơi. Giờ thì mình sẽ tiếp tục đi chiêu mộ hệ chính xác anh em nhá. Hy vọng rằng là được thêm một em Ace of Us. Nhưng câu trả lời đầu tiên đó chính là Apu, cũng bắt đầu từ chữ A nhưng mà nó lạ lắm anh em ạ. Diamante và Frankie New World kìa. Vừa câu nữa anh em ơi. Ôi ôi, một vị tướng SS đã xuất hiện nhưng mà là Marco. Còn 42 thùng bia này. Tí giá Usopp. Ui, lần này mình không được game nào cơ anh em ơi. Bực quá trời luôn. Còn 22 thùng bia. Cố lên nào. Ui giời ơi, đen thế. Và 12 thùng bia cuối cùng anh em ạ. Bonnie. Và trời ơi. Nhưng mà mình có thể nhận lại được một số những cái phần thưởng này. Trong đấy là có 35 khẩu pháo hủy diệt anh em nhá. Và tuyệt vời, 40 cốc bia vàng luôn anh em ơi. Thế thì mình sẽ phải chiêu mộ cốc bia vàng thôi. Ôi nhưng mà túi lại đầy rồi anh em ạ. Vậy thì vẫn phải là câu chuyện đi huyết tế thôi anh em nhá. Đấy, những cái hệ thường là mình sẽ tiếp tục là huyết tế này anh em ơi. Tiếp tục mình sẽ xử lý đốt. Đó chính là 22 cốc bia vàng còn lại. Và mình có thêm thành tựu này. Ui giời, một vị tướng 5 sao nữa, hệ thống minh anh em ơi. Nhiệm vụ xem nào. À, bot Akainu này có 90 khẩu pháo hủy diệt thì bắn thêm được 4 lần nữa anh em ạ. Ui, 1.200 kim cương đang chờ đợi mình anh em nhá. Có thêm thùng bia không? Câu trả lời là cốc bia vàng mà thôi. Lần cuối này hy vọng là thùng bia đi. Ấy, thùng bia luôn anh em ơi. Shop Akainu này. Ở trong phần shop Akainu, mình sẽ mua được cái túi kim cương 7 túi luôn anh em nhá, để thử vận may xem là có bao nhiêu ca kim cương được lấy ra từ trong cái túi đấy đây anh em ơi. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào. Trời đất ơi, cái gì vậy? Không thể tin được cái nhân phẩm của mình nó lại đen như thế anh em ạ. Còn một cái dương này thì sao? Dương bóp may mắn. Mở dương thì đen, nhưng ghép mảnh thì sao đây? Em này làm gì? Tán gì Vinsmoke. Và mình vẫn còn rất là nhiều những vị tướng 4 sao thì bắt buộc của mình phải ghép mảnh, sau đấy là đi huyết tế để có thể là nhận thêm thành tựu lấy thêm kim cương thôi anh em ạ. À, ở trong cái phần đổi lính chim 10 sao, mình cũng sẽ đổi thêm một em nữa để có thể là lấy thêm kim cương cũng như là giải phóng bớt mấy con tướng 5 sao ở đây anh em nhá. Nhưng tất nhiên là những con tướng ở bên hệ hiếm này mình sẽ vẫn giữ lại này. Đặc biệt là hệ nhanh nhẹn của mình có rất nhiều nên là mình sẽ giải phóng bớt hệ nhanh nhẹn đi anh em nhá. Ok, chọn luôn này. Rồi, có thêm 20 khẩu pháo thần công nữa và mình sẽ tiếp tục là bắn bot Akainu. Lần này là 300 kim cương nữa. Thế là mình có thêm 2.000 kim cương rồi anh em. Tiếp tục mình sẽ mua thêm một túi kim cương nữa và thử vận may anh em nhá. Cố lên nào. Hy vọng rằng là ra 50k kim cương luôn anh em ơi. Chiu. Ui dồi, nhưng mà nó lại là 5.000 cái đá tím này cơ. 12 thùng bia thì sao đây? Liệu rằng lần này có Virgo và no. Quá chán luôn đi. Nhưng mà dù sao thì sau vài lần chiêu mộ đấy thì chắc chắn là mình cũng có thể tặng quà được cho cái ông thần tài vui vẻ này rồi anh em ơi. 30 cốc bia vàng anh em ạ. Thôi thì mình quyết định là vào trong phần thú cưng và tiếp tục là chiêu mộ anh em nhá, để xem là có kiếm được thêm một em pet nào đấy xịn sò con bò không. Bởi vì mình đang có 36 cái la bàn rồi. X10 một phát này. Một con ốc lam. Ui à, thêm một phát nữa đi. Một con tôm đỏ. Ôi dồi ôi, một con cánh cụt đỏ luôn. Và thêm một phát nữa nào. Liệu rằng có gì đây? Con ngựa, cá ngựa niên anh em ạ. Ok, lúc này thì mình lại tiếp tục là nhận được thư này. Có trái ác quỷ hay không đây? Câu trả lời là không có. Và chỉ có 3 cái đảo kho báu mà thôi anh em nhá. Nhưng mà mình nhìn thấy có một cái bánh lái này. Bây giờ mình sẽ x1 một phát. Trời, baby fire. Nhưng vẫn còn đó là 42 cốc bia vàng anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ chiêu mộ tẹt bô luôn. Bởi vì là lúc nãy mình vừa tiêu hủy đi 36 ông tướng 5 sao rồi. Slot đồ của mình còn rất là nhiều. Thế cho nên là chiêu mộ lần này không sợ bị đầy túi nữa anh em ơi. Ư nhận được này. Ấy à, có thùng bia, 25 thùng bia luôn này. Ôi, có thêm một cái nón sưng Goku. Thế thì bắt buộc là mình phải vào trong cái phần sự kiện. Kim tự tháp One Piece. Hy vọng rằng là có thể reset ra được một em Tứ Hoàng Tranh.
Big Mom. Trời ơi, không thể tin được. À, nhưng mà mình vẫn còn 27 thùng bia cơ mà. Cho nốt đi, 20 thùng tiêu hủy luôn anh em nhá. Lại là Siza. Vâng, lần này thì sao đây? Ace of Brass đi. Quá là chán đời luôn anh em ạ. Chỉ nhận lại được một chút phần thưởng như thế này thôi. Lại có thêm một cái nón Son Goku nữa kìa. À nhầm, nón Sengoku chứ. Nhưng mà ui giời ơi, reset lại ra kinh anh em ạ. Ý, 75 khẩu pháo hủy diệt này. Đây rồi, bắn pùm một phát 300 kim cương và 5 thùng bia hay không đây. Mình đang tìm kiếm 5 thùng bia. Đây rồi, thế là mình có thể chiêu mộ X10 được thêm một phát nữa mà anh em. Đấy, mình nhớ lắm nha. Ace Brass, trời ạ. Và lần này thì mình có 100 mảnh tướng SS ngẫu nhiên là một hợp thành Cracker. Lần này thì sao đây? Karina toàn tướng cùi vậy má. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi ghép mấy con tướng 5 sao ở bên hệ chính xác để có thể kiếm thêm vôi 6 sao và nâng cấp cho Ace Brass của mình lên 8 sao anh em nhá. Đấy, sau khi ghép mảnh xong, mình cũng có thêm 700 kim cương nữa ở phần thành tựu này anh em. Nâng con số kim cương của mình lên 3.600 rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ đi ghép tướng 5 sao anh em ạ. Cứ hai con tướng trùng nhau là được này. Đây rồi, 1, 2, 3 và 4 này. Ok, thức tỉnh luôn. Như vậy là mình đã có một phôi 6 sao rồi. Thế là mình đã đủ phôi để nâng cấp cho Ace Brass của mình lên rồi. Một phôi 6 sao và 3 phôi 5 sao. Quá đơn giản luôn. Lên 8 sao rồi anh em nhá. Nhưng để kiếm thêm được một em Ace Brass nữa và nâng cấp nó lên 9 sao là một cái gì đấy cực kỳ là khó khăn đấy. Anh em nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi cùng với mình xem mình có nâng cấp được Ace Brass lên 9 sao hay không nhá.